Robot làm phở Hà Nội gây thích thú tại lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội. Mới đây, nhiều thực khách có mặt trong lễ hội văn hóa và ẩm thực Hà Nội ở công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng đã rất vui thích tò mò với màn trình diễn robot tự động làm phở. Tôi cảm thấy là rất hứng khởi. Đây nó là một cái công nghệ mới và rất tiên tiến. Mọi cái hành động, việc làm của robot là những người bình thường. Đây là một công cụ hết sức hữu ích trong cái việc buôn bán. Nhưng có một điều tôi thấy rằng làm thế nào đó tốc độ nó phải nhanh hơn để mọi người đỡ phải ngồi chờ lâu, thưởng thức thì được. Nhưng mà nếu mà để đi chỗ này chỗ kia nữa thì nó hơi chậm. Cần phải lan tỏa và nhân rộng trong cái kinh doanh và buôn bán, không những phở và các cái mặt hàng khác. Năm nay, lễ hội thu hút hàng nghìn lượt người tới thưởng thức nhiều món ăn đặc trưng đến từ 8 tỉnh thành trong nước và 16 sứ quán nước ngoài. Thì tôi mang đến hai món đặc trưng nổi tiếng của Iran là món cừu xay nướng, thịt cừu nướng mình gọi là cà bắp kubide nướng gà xiên nướng. Trong cái món cừu xay nướng thì sẽ có thành phần sẽ có là thịt cừu xay, mỡ cừu trộn vào với nhau, ướp cùng với nước hành và một số những cái gia vị ướp qua đêm và sẽ nướng trên than hoa. Chắc là sẽ có sự khác biệt bởi vì cái món thịt cừu nướng của chúng tôi ấy, ngoài cái cách chế biến có thể là các nước Trung Đông khác trong khu vực cũng có, nhưng tuy nhiên là cái hương vị và chế biến của chúng tôi sẽ hoàn toàn khác. Và đó là lý do tại sao cái món cừu nướng của chúng tôi khi nướng rồi nhưng mà vẫn có cái độ mềm và không hề khô. Đến đây thì cô thấy rất là vui, nhiều hàng đẹp, đi cảm nhận từng hàng một, đi lại hết những cái vòng đi, như cô muốn, các cô các chú muốn đi mãi. Lễ hội văn hóa và ẩm thực Hà Nội diễn ra từ tối ngày 29 tháng 11 đến hết ngày 1 tháng 12.